Khi mà Điện bước xuống xe là nhìn lại xung quanh thì Điện mới thấy là mình cũng có được chút đỉnh tiền. Nhưng mà khi đi tới lưu Điện suy nghĩ thì giờ không biết lấy cái số tiền để đi làm gì. Thì nó chả có việc gì bán, ai chỉ dạng thời đó bán chưa 1 triệu đồng. Khá là hồng đó, buồn tình. Tới lưu Điện mới ghé được một cái sòng bạc đỏ đi ngay cái bến xe. Điện mới vô đó ngồi vuốt bài cào. Thời em chơi cào vua mà bị đen ở dưới quê đâu có điều kiện đâu biết bài làm gì đâu, chỉ biết mỗi cái bài cào điếm đúc thôi. Điếm đúc vô còn hai giá cầu thua, nói chung là thua cũng còn chừng vài trăm thôi. Điện mới xuống xác, xuống cái hả luôn, xuống xác. Tự nhiên sao nó thắng được quả cuối, vô được khoảng 400 chai rồi đó. Quái mà, cái đầu rồi. Điện thấy có con có ai bị cái gậy kèo đây, Điện nghe mấy cò nó bảo là chơi hồi thế nào nó cũng không sạch tiền. Điện có quất lắm được cái lắm nên là Điện mới không chơi mà cào nó bỏ ra ngoài cà phê vô đúng cái quán cà phê cá độ đó băng rồi đó bao đèn mà đi xa thì mù. Điện được nghe cá độ đó băng không có 100 mắt pháo gì đâu, chả biết hết. Nói chung là Điện dưới quê người ta băng làng rồi đánh nhau đâu có vụ cá độ gì đâu. Điện có cái vụ cái cá độ hay quá, nghe thằng Minh nó cười là nếu như bỏ vô mà uống cái chai rồi rồi thắng á, thì nếu mà thắng thì có thể thắng được cả trăm chai, còn thua thì có thua 4 chai thôi. Điện có thấy cũng ngon đúng không? Điện xuống xét luôn, bắt kèo dưới, cuối cùng nó làm kèo thật à, được cả trăm chai ngon. Trong này thì hơn nghe mấy cái nghe đó là số rất là đỏ, giống cái chuyện của đỏ. Sau đó Điện mới đem trăm chai chờ lên thành giàu, công ba cũng chưa có nghề nghiệp gì, thì không lẽ đi về quê cải bổ thì nhiêu tiền nó cũng không làm được cái gì cả. Giờ nhiêu tiền cái thằng cái Điện mới bắt đầu nghe cái thằng xung quanh dụ dỗ tham gia vào con đường ăn chơi. Điện mới tham gia ăn chơi, sau đó là Điện mới quen một con nhỏ, nhỏ này nó ở trong quán bar, nhỏ là con cái ông thành quán bar. Thì sau đó Điện mới Điện gài vô một cái hoàn cảnh hết sức éo le và quen cái cô bé này và bắt buộc phải cưới cô này về. Và khi cưới thì có khuyến mãi nữa, và mua trâu thì được ghé. Thì Điện mới ở trên này một thời gian ăn chơi thì cũng căm ra buồn về, tự nhiên mà có thêm con vợ đấy, mà con không phải con của mình thì cũng rất là đau khổ như vậy. Điện nghĩ nó cảm là bây giờ phải sớm về quê. Thì ở trên này nói chung là cũng đầu gian có vợ ăn chơi, có số có má đây rồi, nhưng mà giờ đi cũng khó khăn đó. Nhưng mà Điện chắc là phải trốn về. Thì sau đó là Điện mới trốn về. Thì trong cái thời gian mà Điện lên đây thì cũng có thấy là khoảng thời gian ăn chơi nó diễn ra cũng lâu, cả năm rồi. Thì Lan ở dưới là cái lúc này vàng nó lên giá, thì giang hồ nó đến cầu tiền, Lan không có tiền cả. Tiền nó lớn đã kia nó hốt thì nó đâu gửi gì đâu. Thế giang hồ nó mới đòi chém Lan, chém hùng. Ừ, rồi nó điên, nó điên trời mưa rồi nó quất tại bò nhỏ, sau đó nó quất nhỏ cạo lại. Cạo đầu không nhỏ là nó định bôi dầu mắt ở dưới quê nó này có cái nhiều lắm, cạo đầu xuống lấy cái nhựa đường nó cạo lại dầu mắt nó bôi lên đầu, nó không là sạch hết. Sau là sau khi rồi nó cạo đầu xong nhưng mà nó nhờ cái con đứa bé cứu Lan. Không có nhấn mạnh đứa bé, mà con đứa nó cứu Lan, dắt Lan đi. Lan nó trốn, trốn đi khỏi Lan, nó trốn đi Lan đang giấc giữ, còn cầm cái chùa. Lan nó ghé vô đó xin chén cơm. Thì cái chùa này rất là thanh tịnh, người ta không có cho nữ vô, chùa không có đi cô, chỉ có chú tiểu thôi. Lan nó không được phép vô trong chánh điện, mà chỉ ở vòng vòng chùa. Lan ở được đưa ra ngoài cái hậu điện, phía sau để phía sau. Thì Lan nó ở trong đó. Thì lúc Lan ở đó được khoảng 3 tháng thì nói chung Lan ra vô đó, nhưng mà cứ đợi sau chùa mà nó buồn á. Thấy không, nó Lan nó ra trước chùa thì thấy người ta quét lá đa, Lan nó ra trước cũng làm con quả. Thấy chú tiểu quét lá đa, Lan nó nói chú tiểu bắt mưu đây Lan quét dùm cho. Nó Lan nó cầm cái chỗ quét lá đa, đứng ở trên mái nhà có chim sẻ sẻ ảnh chim nữa. Các bạn thấy Lan biết nó bị gì, nó té cái đất, nó dậy đọt đầu nó chết. Nó Lan cầm lên đang vút chim. Mà đồn chừng thấy lắm. Chú tiểu gặp chú tiểu đi ra, chú tiểu thấy ma vậy, chú tiểu nó nói, tiểu chửi thề. Tiểu chửi ma nói, mày đi tu, mày tính đi tu mà mày phải đặt sạch. Làm tức qua cái chỗ bình. Tội nghiệp đó. Chú là gì? Tao thấy nó nhớ là tội nghiệp, chứ tao biết rồi. Chú tiểu thấy con đẩy cái tên quá.
chạy góc trường ép trụ trì. Trụ trì đang ngồi trên điện tụng trong nghe này vô mét trụ trì trưởng. Chú Tiểu tính quá, đứng ở chỗ trong cột chùa nó mới như cột bự, chú Tiểu đứng nó không. Nên chùa lớp đó thì bỗng nó đang nghe một tiếng thắng xe, nó biết cash. Thì nó về quê xong nó hỏi thông tin là đang lên chùa mà. Nên nghe thằng bé hỏi cú á, lên chùa. Thì mới chạy cái SH lên trước cổng chùa, ổng thắng khít, bóng chuông. Lan nó chịu ra màu, sang đó là điện vô tặng cho Lan. Con Tiên Lý, Lan khóc quá rồi. Khóc quá thì bác khóc, con Tiên Lý mình khóc. Điện Lan tức quá chữ, chữ chữ mẹ, chữ cuộc đời anh thật là khó khăn. Bao nhiêu cái bông mẹ, bước ngang con có kiến vàng, khác em đau để xin lỗi đối với có công túi là nhận 2 triệu cũng được rồi à, trả lại cho Lan bạn trả lại chứng nhận 2 triệu Lan có lấy đeo móng tay thì cái chứng nhận này việc mua nó không có ước được, cũng đang lên hơi bận nó rộng đeo nó hơi lỏng chứ không sao đeo nó trong cái bắt đầu hai bên nói chuyện hồi chứ Lan mới biết được cái chuyện việc thì thú thật hết mọi chuyện lên thành Lan cũng tức quá đuổi chuyện nhà. Thì trong lúc dàn co đuổi về ngang chỗ cánh cửa xô điện ra xô cánh cửa đóng sập lại thì sao nó điện nước nó khóc quá thì cái lúc đóng sập lại mình sẽ để cái tay cái bánh kẹt cửa đi ra mặt mọi cục hiếu máu vừa đi ra đến cổng chùa mừng đức khóc tiếng ai thì lớp đau thì khóc tiếng tại nhìn thấy chiếc nó khác mắt tiêu nghe hồi không nhìn thằng nào ở lùa chiếc nó khác mắt tiêu rồi rồi đi khóc có điện thoại ra nào 72 ra gọi 113 công an tới phong tỏa địa bàn liền một ngày đồng an đang hết vấn đề mất chiếc nó khác rồi thì mới buồn đời quá trong lúc công an đang đi tìm kiếm khắp nơi lùng lạo khắp nơi khu cái chùa nó chắc chắc là nó lấy nó chưa kịp đi xa tìm kiếm khắp nơi bắt đầu điện nó đi vô trong chùa trong lúc người ta đang tìm kiếm điện đi vòng vòng trong chùa vô giá điện nó thấy cái thùng công đức của họ đang để từ đó thì nó mở trụ trì thì nó ra ngoài còn chú Tiểu thì đang đứng ngay góc cổ khóc đấy đều phải thấy cái suy nghĩ rồi lên mất chiếc đất khác giờ trả đi tiền lại đó nó có cái thùng công đức mơ nét đỡ chút đỉnh về mà tiền nó mở cái thùng công đức là hố hết bỏ chuối thì chú Tiểu đứng trong cái thấy nhưng mà tướng Tiểu nó đô nó bị tập phạ chú Tiểu nhỏ quá không có dám làm sợ nó giết người mình chỉ khẩu rồi chú Tiểu nó im lặng chờ Tiểu đi ra trước cửa xong chú Tiểu chạy ra báo thầy này miệng nó vô nó lương thùng công đức trụ trì rất là bình tĩnh mô con cứ bình tĩnh khi đó thác của nó đau nhấu chơi thì Lan mới ở chơi mới cặp con cá họ ta những con gái chung nhịn
rồi chọc 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 cái nó rớt lên liền xuống thì đau có nhảy nó đẹp xuống rớt cái chọc chọc vào cũng mạo hai chỉ rớt mà da mà nó ăn nó nước chìm hai đứa chắc lửa cái nào tiếp nhảy đồn dưới lặn kiếm chọc không ngờ đâu có biết bơi mà lại đặt lặn chết đuối. Một tôi sau đó là để nó nghe tin Loan chết lên thì trụ trì nó Loan nó chồng mình sao nào xem nó chết mặt thằng nó xuống kiếm kiếm nhận mà kiếm không được cuối cùng chết hết chuyện bỏ là đỡ mỏi với bay rồi à, đúng rồi bỏ bê cho này bỏ bê cho con chào gì nhỉ à rồi những cái chuyện nó có phụ nhân vật nó không quan trọng chủ yếu là an tị đó là nó có nhiều cái bài ca lời ca tiếng hát ta nói về an tị tình cảm của an tị tình cảm của an dành lại được nó cao như núi. Thì nó thắc mắc cái câu chuyện của chị đó, người ta phải để bỏ ngỏ nhiều vấn đề không có giải quyết được. Xem tiếp hồi sáng cho rõ. Câu chuyện nó chính, bởi vì cái cả công an mà điểm tính không thì nó cũng tới đó mới dừng. Chứ còn cái chuyện gia đình nó cũng không có vấn đề. Đó là chuyện an mà điểm. Tôi dạy trung học chứ đâu có dạy mầm đâu. Mầm non và cái đợt tôi qua tôi dạy mầm non rồi tôi dạy cái lớp đấy nó vẽ lên cho tôi chỉ một cái tờ đấy. Cái hôm nay tôi vẽ tôi dạy cho học sinh vẽ cái chủ đề là vẽ trái máu. Đó là có một khi cái đứa về vẽ nó mới đổ ba đứa còn nó vẽ hết con người vẽ cái phao bự lấy cái bực nước đổ sau đó nó bỏ quần ngồi tiếp ngồi nữa rồi lại chơi để phao mang lên nó ngọt con bé nó mang lên nó ngọt cắn nó chín điện trong đó có một cái thằng nhóc cứ lên cũng ngọt cắn nó 10 điện thì con bé nó tức nó kiện nó nói là bạn là bạn tốt vi con là bạn học cái cách làm của con mà tại sao bạn con được có chiếc điểm mà bạn có 10 điểm thì cô giáo cũng mới bảo là tại vì bạn vẽ trái táo nó có cú còn con vẽ trái táo thì có cú con chưa biết nghĩ chuyện trẻ con của bao nhiêu đi mới học mầm non trời quá trời luôn á.